Chào các bạn, đây là mấy cái máy bơm dòng dê bao các bạn. Mình hiện tại bị đứt hết 3 cái các bạn. Mình đã ngưng xài dòng này các bạn. Đây là hồ cá coi ở ngoài nhà của mình. Thì hiện tại mình đang xài chuyển qua cái dòng khác các bạn, để mình nói sơ về cái hai hồ cá chỗ đặt máy bơm cho các bạn coi trước đi, rồi cái mình nói về máy bơm, kinh nghiệm xài máy bơm của mình. Đây, chỗ đặt máy bơm mình đặt đây, mình đặt trong cái thùng để hạn chế rác nó vô các bạn, cho nó đừng có hư máy bơm các bạn. Các bạn đặt máy bơm không mà không có gì bảo vệ nó mau hư máy bơm các bạn. Đây là cái dòng mình mới đang xài, đây là dòng Atman các bạn. Cái dòng hồi nãy là dê bao 5.000 lít giờ, còn dòng này là Atman AT 6.000 các bạn, như 6.000 lít giờ. Giá thì hai cái này giá ngang ngửa nhau các bạn. Cái nãy dây bao đó, với là cái này là giá ngang ngửa nhau. Thì mình cũng xem nhiều anh em chia sẻ có ngóc để mình ngóc nó ăn rau. Để mình dột ngóc rồi mình vô mình quay thêm cái hồ trong nhà cho các bạn coi. Rồi giờ mình đi vô hồ trong nhà. Đây. Mình có hai hồ, một hồ ngoài một hồ trong nhà các bạn. Đây đây là hồ trong nhà của mình. Thì đây để chỗ đặt máy bơm này mình cũng đặt trong cái thùng giống như cái kia thôi các bạn. Thì cái dòng đang xài này là Atman các bạn. Mình thấy có nhiều anh em nói dòng này xài tốt, bữa mình đổi qua xài dòng này thử. Cái dòng hồi nãy thì mình xài cái này cũng được khoảng hơn năm rồi các bạn. Thì nó lên đường hết 3 cái, mình mới quay vừa đầu vô clip vô các bạn thấy đó. Chút xíu mình sẽ nói kỹ hơn cái phần đó. Rồi. Đây, đó toàn cảnh hồ cá này trong nhà của mình. Đó, ngay chỗ sân nắng. Này mấy em nó đây, thấy không? Rồi thì cái dòng Atman này thì mình xem tham khảo thì cũng nhiều người nói là cũng xài ok. Thấy không? Mình mua qua mạng thôi các bạn, mua giá 900k các bạn. Mình mua ngoài Hà Nội người ta ship về tới Tây Ninh cho mình. Thì tiền ship cũng rẻ thôi các bạn, tiền ship như khoảng 20-30k thôi, cũng rẻ thôi chứ không nhiều đâu. Mình lên mạng mình cứ coi mình đặt thôi. Ta gửi ship code cho mình các bạn. Thanh toán khi nhận hàng. Thì dòng này là 6.000 lít giờ thì nó đảm bảo cho mấy cái hồ coi của mình các bạn. Hồ mình hồ ngoài là 3.000 lít, hồ trong nhà là 2.000 lít. Thì máy bơm này nó 6.000 lít thì công suất gì là nó lọc rất là ok các bạn. Thì bữa mình có mới mua về mình test máy bơm mình quay đây đó. Lúc này là cái máy bơm kia nó vẫn còn hoạt động, phải không? Nhưng mà hiện nay hồi nãy mình quay là mình đã thay mấy cái máy bơm này cho mấy bơm kia hết rồi, thay cho dây bao hết rồi, mấy em dây bao nó lên đường hết rồi. Đây dòng Atman này thì nhìn thấy nó bự hơn dòng kia các bạn, nặng ký hơn. Một cái hình như nặng tới gần 3 ký mấy 4 ký các bạn. Tương đối bự, nhìn cái xác nó bự hơn cái dòng dây bao các bạn. Lịch sử máy bơm của mình thì mình xài cũng hơi bị tốn máy bơm nhiều các bạn. Lúc đầu mình xài cũng bứt hết cũng mới máy bơm Litech rồi các bạn, bứt hết cũng 5-6 cái Litech rồi. Thì kinh nghiệm thôi, từ từ giờ nó đưa đẩy tới đây thôi. Đây đầu tiên là mình xài cái máy này đây các bạn. Litech 3.500. Cái máy này thì hồi đó mình mua ở mấy cửa hàng cá cảnh ở Tây Ninh đó các bạn. Máy này thì nó là 45W và 2.000 lít một giờ. Máy này thì tương đối rẻ tiền.
nhưng mà cái công sức nó thấp quá so với hồ cá của mình, bởi mình mới lúc đầu thì cũng được các bạn, cá còn nhỏ thì không sao, nhưng cá lớn thì nó hơi ấy, nhưng mà máy mình nó hư trước khi cá mình lớn, do hồi đó mình không có cái thùng các bạn, nó bị rác vô nó hư đó. Rồi tới cái máy 3.500 đó mình xài hết hai cái, đứt hết hai cái, sau đó mình lại chuyển qua cái máy này đây 4.500, này được 2.300 lít giờ 50W. Thì tiền điện thì một tháng chắc cũng không nhiều các bạn. Giá hai máy này cũng rẻ, nhưng mà công suất thì nó hơi yếu. Không. Công suất của hai máy này hơi yếu các bạn. Và mình cái máy này mình cũng bị bứt hình như hết ba cái các bạn. Tổng cộng là giai đoạn đầu mình xài Litex là nó bứt cũng tổng cộng hết 5 cái các bạn. Đó, do cũng mới chơi thôi, thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm đủ thứ, nó mới bị vậy thôi. Thấy không? Thì dòng Litex này nó có những cái dòng công suất lớn, giá thì tính ra nó cũng cao chứ không có rẻ các bạn. Như cái dòng này đây. Thấy không? Đó, 1.400.000, 10.000 lít giờ, nhưng mà hơi bị hao điện đó các bạn. Đó. Rồi dòng này ở đây. Đó. Thấy không? 5.500 lít giờ 200W, giá cũng hết 8.500 các bạn. Coi như là nó cũng công suất là nó ngang ngửa cái Atman á, như cái nãy Atman là 6.000 lít đó. Nhưng mà cái Atman nãy nó chỉ có 45W thôi các bạn, còn cái này nó tới 200W. Bởi vì tiền điện nó hơi bị ấy, bởi vì mình quyết định mình chọn cái Atman. Còn đây là cái em ba sát hồi nãy đầu tiên mới nhìn thấy đó. Đây em này đây. Đó, dây bao 5.000, công suất là 40W thôi bạn, rất là ít, rất là tiết kiệm điện, 5.000 lít giờ. Nhưng mà mình xài thì thấy tuổi thọ thấy cũng có vẻ không được tốt lắm các bạn. Mình xài mới khoảng năm thôi là bứt hết ba cái nãy, ba cái vừa đầu tiên vừa các bạn thấy á. Không, máy này xài tiết kiệm điện thì tiền điện các bạn bù lại tiền mua máy bơm cũng vậy thôi. Không, 900 mấy á, đó máy này mua hết ba cái. À, cái dòng dây bao này các bạn thì mình xài thấy tuổi thọ nó cũng không cao các bạn. Ba cái này thì một cái là sử dụng được 13 tháng, một cái là chỉ có mới một tháng thôi, và một cái là được 10 tháng các bạn. Đó thì toàn bộ quá trình từ lúc chơi tới bây giờ mình xài hao bao nhiêu đó mới bơm các bạn. Rồi, hơi chia sẻ thôi, mời các bạn xem những hình ảnh hồ cá của mình đây.